Hello cả nhà, trưa rồi nên vườn ban công để thu hoạch rau nha. Đố cả nhà đây là hoa gì nào? Hoa diếp đấy cả nhà. Đấy, rau diếp san hô. Thế là mình để nó già rồi nó lên hoa đây. Không biết là có cho mình thu hoạch hạt không nữa. Đó, xinh chưa? Màu tím thật là dễ thương, tím nhẹ nhàng nhá cả nhà nhá. Đấy. Yêu quá. Thu hoạch rau thôi nào. Trưa nay thì nhà mình sẽ ăn rau dền này, xào với rau muống nha. Mình vừa ở quê ngoại về, xuống mua thức ăn cho bà, đấm bóp cho bà. 10 giờ thì mình về. Rau dền này nó cũng không phải là đỏ hẳn mà nó tía tía cả nhà. Nhổ cả gốc đi mất rồi. Bởi vì đất rất là tơi xốp, không sao mình lại cắm xuống. Nó lại lên thôi. Cái dền này dễ sống ấy mà. Để nó đua ra cả ngoài ban công này. Wow. Đây này, cả một cái cây nó ra ngoài luôn cả nhà này. Ôi trời ơi. Chui ra đấy à, tìm nguồn sống à. Chui cả ra đấy để tìm sự sống. Tìm ánh sáng, bản năng sinh tồn. Đây, lại cho mày ra tiếp nhá, ra đi mà tìm sự sống đấy, dễ thương chưa đấy cả nhà. Thu hoạch luôn cả luống này nhá, rồi mình bổ sung dinh dưỡng một thể. Ý tối chiều mình mang chấu phân gà lên để. Ồ, lại một cái gốc nữa. Bị trồi lên khỏi mặt đất rồi. Cái rền này dễ sống ấy mà. Cả nhà đừng lo nhá. Mình lại dúi nó xuống. Này, cái gốc này nó lại lên này. Đấy, cắm nó xuống ấn đất mà. Thế. Cái rền này hôm trước là mình xin chị dâu mình ha. Còn đây là rau muống này. Rau dền thì ăn với rau muống. Hôm nay nhà mình ăn dền với muống xào tỏi. Ồ, nó đến tỏi mà không biết còn không. Còn tỏi không hay lại phải chạy đi mua đây. Nắng thế này. Quê mình hiện tại là nắng 37-38 độ ấy cả nhà. Nắng mùa hè. Mình thì đã được nghỉ hè rồi đấy. Đấy. Thỏa đam mê. Thời gian có nhiều để chăm sóc gia đình, chăm sóc vườn tược. Tầm về ăn là vừa chứ để quá lên tí nữa là nó bị già đấy cả nhà. Ui, bổ sung cái nước dinh dưỡng liên tục. Đấy. Tối thì nó có khi lại mùng tơi xào tỏi. Không thì mùng tơi luộc. Chấm mắm cũng rất là ngon. Mắm cho chanh nha cả nhà. Nhà trồng được là bây giờ thịt cá thì cũng không mộ lắm. Cứ rau mà ăn thôi cả nhà. Cái húng gió nó đánh dậy mùi thế. Hái nốt cái khay này. Sáng nay mình không tưới nước được trên cho cái vườn ban công này. Là chiều nó cũng khô nước lắm đây. Bởi vì nắng thế này ấy. Cho nên cả nhà chú ý mình. Nhất là mùa hè miền Bắc nha. Mình trồng thì lên là ngày tưới 2 lần ấy cả nhà.
Dền này cũng cao ngất lên rồi, cao đến nửa mét rồi. Dành để mai. Mai cả nhà. Thoải mái rau ăn, chăm chỉ chịu khó thì thoải mái rau ăn cả nhà. Giờ mình xin mời cả nhà đi thu hoạch rau diếp với mình nhé. Diếp đỏ đây. Đây, mỗi lá nó chỉ bé xíu xinh xinh như thế này thôi. Nhưng mà ăn thì cũng là vừa. Đấy. Nhà mình hôm nay có món phở cuốn nhé. Có thêm rau diếp. Còn gì bằng. Dậy mùi thơm quá. Lần đầu tiên mình trồng được cái diếp mùa hè này. Cái gì cũng lần đầu tiên. Trải nghiệm cả nhà. Để lại thêm một ít lá. Đây cả nhà. Dễ thương. Ngon lắm. Chịu khó trồng mỗi thứ một ít, mỗi thứ một tí. Khỏi phải đi mua, khỏi phải xin ai ấy cả nhà. Lại vui lắm. Mình được nghỉ hè rồi. Thế là nhiều người mới chia sẻ bảo tha hồ mà thỏa đam mê nhá. Đúng vậy. Bây giờ có thời gian nhiều hơn thì mình chăm sóc cho những bé rau của mình nhiều hơn. Bây giờ bữa ăn gia đình ấy thì người ta xu hướng là ăn rau, ăn hoa quả, trái cây nhiều. Đây một bạn là dưa chuột này, mình mới cấy này. Đó, cả nhà ơi, dễ thương chưa? Cái cây dưa chuột này á, mình được 3 trái rồi. Đây là trái thứ tư này cả nhà này. Đó, dưa chuột kiếm xanh cả nhà, nó rất là dài. Đây nữa này cả nhà này, dễ thương chưa? Đó. Với lại còn rất nhiều những cái trái con nhá. Đây này. Phía trên nữa cả nhà. Và lần đầu tiên mình cũng trồng được cái mướp đắng. Đây cả nhà thấy trái này. Trái này là trái xanh gai góc này. Đấy. Được bằng này diếp đỏ, diếp tím dễ thương chưa? Dễ thương quá. Mình thu thêm một ít cái húng húng xoăn này này. Yêu ơi, hái thơm dậy mùi lên luôn ấy. Thank you.
Ở nhà mình thì chỉ có mình thích ăn cái rau thơm thôi. Còn xã với mấy đứa con thì lại không thích. Rau thơm thì cho vào món ăn nó dậy mùi, nó rất là có gia vị ấy. Rất là ngon. Nhưng mà không hiểu sao đây. Ông xã với mấy đứa con thì chả thích ăn gì. Rồi, video của mình xin dừng lại ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Nếu thích thì nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình với nhé. Bye bye cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.